Thưa quý vị, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc mở một trung tâm ghi tên mới cho người tị nạn Syria ở Lebanon, tin từ Tyre. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã mở một trung tâm ghi danh mới ở Tyre, thuộc miền nam Lebanon. Trung tâm mới lớn hơn trung tâm ở Sidon. Theo Liên Hiệp Quốc, đang có 1.3 triệu người Syria tị nạn tại các nước lân bang và trên 400.000 người ghi danh tị nạn ở Lebanon. Trong lúc mở trung tâm mới, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tạm lại loan báo sẽ phải ngừng chương trình giúp đỡ thực phẩm cho 400.000 người tị nạn Syria ở Lebanon vào tháng 5, ngoại trừ nhận thêm được sự tài trợ. Đại diện Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Lebanon là bà Ninette Kelly nói rằng Cao ủy đang được đòi hỏi phải làm nhiều hơn, nhưng tài trợ ngày càng giảm, đang không có các nguồn tài nguyên để cung cấp sự trợ giúp cho người tị nạn. Lời nhắn của bà hôm nay là chỉ mới tài trợ được 40%, nhưng con số người tị nạn đã gia tăng nhanh chóng. Liên Hiệp Quốc cho biết chỉ nhận được 400.000 Mỹ Kim trong số tiền là 1.5 tỷ đã được các nước hứa hẹn trong tháng Giêng. Ông Derek Lumbly là phối hợp viên đặc biệt ở Lebanon nói rằng ông ta rất quan tâm tới tình trạng thiếu tài nguyên trong lúc Liên Hiệp Quốc muốn làm nhiều hơn để giúp cho các cộng đồng địa phương tại miền Nam. Khó khăn đang gia tăng ở Lebanon, đang có 400.000 người tị nạn nhưng con số còn tăng thêm. Trung tâm mới ở Tyre là trung tâm duy nhất ở miền Nam Lebanon, đang ghi tên khoảng 100 gia đình một ngày, dù chưa chính thức mở cửa. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng con số sẽ tăng lên gấp 4 vào đầu tháng 5.